Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình rất là vui. Mình có một món quà từ trong miền Nam, từ An Giang gửi ra. Là một người bạn của mình thì một người bạn này thì bạn ấy ra thăm con đang học trường cảnh sát ở cạnh nhà mình. Thì bạn có ở lại chơi nhà mình một tuần để thăm con trai. Thì đã quen biết nhau thì từ ngày về đến giờ bạn rất là quý, và cứ thỉnh thoảng bạn ấy gửi đồ ở trong đấy ra để cho mình được thưởng thức cái đồ của miền Tây. Mình cảm ơn rất là nhiều. Thì hôm nay thật là vui mình nhận được món quà rất là quý các bạn nhé. Thì bạn ấy gửi từ trong đấy ra, thì mình cũng không biết là món quà này là món quà gì mà thùng to như thế này. Thì hôm nay mình rất là vui, mình xin chân thành cảm ơn bạn đã có lòng tốt gửi cho mình món quà này. Thì mình không biết nói gì hơn, mình xin gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình bạn, và chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và mình thấy bạn rất là tốt và có những cái tâm rất là từ bi và hướng thiện. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc bạn luôn luôn được hạnh phúc. Và xin cảm ơn, và mình xin được khui cái món quà này ra các bạn nhé. Mình xem món này là quà này là quà gì các bạn ạ. Quà này chắc là phải là rất là ngon đây ạ. Tại vì là lần trước thì bạn có gửi cho mình một số cá lóc, cá khô mình rất là thích, mình vẫn còn để dành ở trong tủ kia chưa ăn hết. Thì hôm nay thì lại là một thùng quà to như thế này, thì mình xin khui ra để xem nào món quà này là món quà gì các bạn nhé. Các bạn cùng mình đi kiểm tra nhá, xem đây là món quà gì nào. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nào, mình đi kiểm tra xem nào. Ôi, cái gì mà to thế này. Wow, trời ơi, xem nào. Wow, ui các bạn ơi, ui các bạn biết đây là gì không ạ? Là bánh bía. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Trời ơi, ngon quá trời luôn. Trời ơi, bánh bía. Trời ơi, nhiều quá các bạn ạ, thùng đầy luôn ạ. Trời ơi, nhiều quá. Trời ơi, nhiều nè, nhiều quá các bạn này. Trời ơi, tuyệt vời thế nhỉ. Wow, nhiều quá. Ui, các bạn ơi, số thế này đây này. Ui, nhiều thế. Cảm ơn bạn nhá. Ôi, ngon quá. Ui, nhiều quá. Xin chân thành cảm ơn bạn nha. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thank you.